sao này đẹp hơn ha. Thì sao đó mua quần cho ba mà không biết cái cỡ của ba gì hết, không biết cái xe mắt trong mua đi sửa để qua bên này đo rồi mua cho nó đi đây này ông ngồi đổ thùng ra mà thôi đi mài ra cái tính này. Năm nay ha. Cơ. Dạ. Không có sợ các bạn ha. Trời, cái nhộm lại đó dương. Dạ. Có nhộm chứ nha. Giờ hãy đi. Dạ. Nhìn cuộc đời này nó tới nhanh quá. Anh nếu chạy chuyến này vợ cái tân lắp mà không bậy là đỡ. Bậy cũng lắp sao? Anh cứ lên nè. Anh mới đang cài việc cây lại nè. Mà hình như dân ở thành phố đó người ta còn cài khoái nữa kìa. Ồ dạ, cái này cái khác. Ờ, đến cái khác. Sao là khoái? Khoái gì sao khoái kìa? Dân có mua đi xuân á. Vì nhà mới ngon hơn nhà cũ. Ví dụ như vậy nè. Ví dụ như là nó mua cái nhà đó 180 ngàn. Đúng không? Cái người xưa ra. Thường 180 ngàn nó bằng một lần cái đất. Ba cười ba nói thì ba cho ba ngồi ba đầm ngâm gì quá. Ngà đã xử qua bà dẫn vậy. Bây giờ mưa mốt bà mới bỏ được tiền tỷ bà có kiếm được cả ngày gì cũng không có. Con cháu nó tập trung vậy. Anh sẽ lấy gõ bạn, cả gõ.